Vâng, Cường Hiếu Video xin mến chào tất cả bác nhé. Và trong video này em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá đến tất cả các anh em một mẫu đẩy cho các bác chơi gia đình, đánh được hai cặp full hoặc thêm kèo thêm súp hoặc các bác chơi sự kiện. Ở đây mỗi kênh của nó đạt 900 watt một kênh, các bác phải chơi được cho em là mỗi kênh là một quả súp đơn 50, hoặc các bác đánh một cặp full 30 đơn một kênh, hoặc các bác đánh đồng quả đơn 40 một kênh nhé. Thì dòng này cũng là bản mới nhất 2020 mà bản thân cửa hàng mới cập nhật về. Thì review cái đây cũng không lâu được, tầm hơn tháng, và hôm nay em tiếp tục hàng về thêm một chút thì em có giới thiệu lại để các bác cùng xem. Thì trong phân khúc tầm tiền thì đây là mẫu đẩy có thể nói là bán chạy nhất thị trường tại cửa hàng Hiếu Minh Auto. Nghĩa là tại cửa hàng em thì đây mẫu đẩy trong phân khúc tầm gần 7 triệu thì đây là con đẩy có thể nói là đang bán top, còn những con đẩy bán chạy nhất vì công suất nó khỏe, bền và đẹp. Và điểm nhấn của con hai con đẩy này chính là hai bên hông nó, hai bên cạnh này, sườn nó thiết kế bằng mặt phay nhôm anh nhá, nhôm đúc 100%. Thì mặt phay nhôm này thì như biết thì nó là điểm nhấn lồi ra và nó khắc ghi rõ chữ BVK và K10 Pro. Đây bản nâng cấp của bản K10 thường trước đó với thiết kế là 72 sò các bác nhá, 72 sò cả bù áp đối bản nâng cấp này, và thiết kế bản kính nguồn lớn hơn cho công suất ra khỏe hơn và độ ổn định cao hơn. Xin phép nhắc ở đây rồi em sẽ đo bản kính nguồn để bác cùng xem. Thì trong cái top những con đẩy size 2U trên thị trường nói chung và tại cửa hàng em thì phải một điều phải không để phủ nhận được, đó chính là con này sử dụng bán kính nguồn đồng 100% với kích cỡ rất là khủng khiếp, lên đến 23 cm các bác nhé. 23 cm nguồn đồng, nguồn đồng cực kỳ khủng. Thường những con đẩy size U của một số hãng, kể cả như AAP hay một số mẫu đời trước, thì đường kính nó chỉ đạt khoảng 20 cm thôi. Thì với con này bán kính rất là khủng, nó rộng thêm khoảng 3 cm nguồn đồng. Chính vì vậy mà công suất nó đạt ra rất là khỏe. Đây là hàng nội địa Trung Quốc các bác nhé, với thiết kế bán kính nguồn ở nút công tắc nguồn, xin lỗi các bác, là bên tay phải. Trước mặt các bác khi nhìn vào, mặt đằng trước mặt đằng mít tấm Meca pha gương nên là cái nó độ bóng tăng thêm vẻ sang trọng cho chiếc đẩy, với chiếc thiết áp là chiếc áp bi nhé các bác nhé. Nó hơi gợn gợn các nhé, chiếc áp bi này gợn gợn này, khi chiếc áp bi sẽ có độ dơ để các bác vặn nó sẽ từ nó không bị trơn chuột phát đấy, gọi là chiếc áp bi với bốn kênh thì với bốn đèn chạy dọc ngang. Quay về phần nội thất thì các bác để ý những con đẩy hàng chuẩn loại 1 thì bác nhìn thì nó ở đây nó tất cả các linh kiện bác nhìn nó rất sắc nét từ cái tụ, vậy nó không bị dại các nhá, nó không bị tạ dại. Có để ý những con đẩy kém thì các cái tụ điệu hóa rất là dại, thì những con đẩy mà em quay rất nhiều các bác rồi, tụ không bị dại, sắc nét chi tiết với chỉ số vôn là 80V và 22.000 microfarad. Thiết kế đến 72 sò cả bù áp các bác nhá, 72 sò cả bù áp. Rồi cho ra chất âm cực kỳ hay. Nhà các bác anh em đánh full thì đây là dòng mẫu đẩy anh phù hợp cho bác đánh full, độ bền cao, bảo hành đến 1 năm và một đổi một trong 1 tháng đầu các bác nhá. Để bác cùng xem lại dãy sò. Thường những cái phiên bản cũ như K10 cũ thì nó chỉ đạt khoảng 64 sò thôi. 2 4 6 8 7 8 9 này. 92 18, 18 18 là đi là 36. 36 với 36 là 72 sò. Nhưng cái lượng trở thực các bác cùng đếm đây là 2 4 6 8. 8 nhân 16, 16 là rơi vào là 8 là 64 sò thực các bác nhá, 64 sò thực và còn lại là bù áp trên tổng số 72 sò. Tụ của nó rất là cao các bác nhá. Con tụ này nó cao lắm, cao bằng nắp luôn đấy. Để bác nhìn, em nhìn quay mặt này. Con tụ nó đạt đỉnh rất là cao, tụ của Ford Auto, dòng tụ lọc mờ hiện tại đang thích ứng trên rất nhiều đẩy. Cái tụ này nó nghe cái tụ lọc nguồn này nó đảm bảo điện tích cũng như là cái chất âm cho ra sạch sẽ hơn. Thì nói đến các dòng đẩy 4 kênh nói chung thị trường hoặc bên cạnh cửa hàng mình thì đến thời điểm hiện tại bây giờ tất cả mẫu đẩy 4 kênh đều có chế độ chống chập dây loa không nhá. Chống chập dây loa là gì? Là khi các bác bị chập tín hiệu ở bên trên, không nhất thiết phải dây loa, chuyển tín hiệu thì nó sẽ báo ngắt đèn dơ le để khóa kênh đó lại để đảm bảo an toàn cho cục đẩy. Đấy. Và thiết kế đến 4 quạt gió nhé, để thiết kế 4 quạt gió. Tín hiệu đầu vào như bác nhìn nó sẽ là 4 tín hiệu đầu vào và tín hiệu ra, 4 đường tín hiệu ra bằng ra để qua đây gọi đường link
link nhé. Và đây là tín hiệu ra bằng Liptic và đường dắt kẹp để bác đi ra loa. Với đầy đủ các chế độ đánh là Bright, Sitte, Paleo. Thì nói đến các mẫu đẩy 4 kênh của hãng hay trên thị trường, thì đây là vấn đẩy em vẫn phải ghi nhận, đó là ngoài tính năng khỏe, bền, đẹp và giá hợp lý, thì con đẩy này nó cũng tích hợp rất nhiều tính năng đấy nhá. Khỏe bền đẹp ra thì nó tích hợp đầy tính năng. Một số con đẩy cũng là của hãng nhưng thì các tính năng nó sẽ bị thiếu, như ví dụ như đường link hoặc là chế độ như Pride, đánh chế độ gia chập kênh ý, là một số con đẩy hãng, một số con không tích hợp như con DE Aotix, thì như bên Hiếu Minh đang bán thì nó không tích hợp. Thế như là chế độ chập kênh đúng không nhá. Đấy, tùy theo dòng đẩy, nhưng đây là em đang phân tích kỹ lưỡng đối với con đẩy phân khúc là giá rất là hợp lý mà lại tích hợp đầy đủ tính năng cho bác và độ bền rất là cao. Đây là hàng nội địa Trung Quốc do người Trung Quốc sản xuất và bán ra thị trường Trung Quốc, và hiện tại là cũng xuất sang cả thị trường Việt Nam nữa. Thì những cái bản như nội địa Trung Quốc này em đã bán rất nhiều ngay đời đầu, những bản như BWK10 thường, hàng nội địa nó ngồi bên tay phải đây. Có cái bản thường như anh em nhập về Việt Nam thì nó sẽ là một số đơn vị nhập về Việt Nam ý, thì nó sẽ bên tay trái. Đấy. Còn đây là bản nội địa. Và các bác có nhu cầu yêu mến sản phẩm đẩy này thì liên hệ trực tiếp bên cửa mình. Một con đẩy gọi là bền, khỏe, đẹp. Liên hệ trực tiếp bên cửa anh em qua hai chỗ tại online đây, hoặc đến cơ sở bên em là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Chào anh ạ. Để được các bạn nhân viên hướng dẫn và tư vấn nhé. Và xin chân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.